Các bạn thân mến, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đánh bại nước chủ nhà Campuchia để giành tấm vé vào chung kết cạnh tranh trực tiếp huy chương vàng với Myanmar. Sau màn thua bất ngờ tại bán kết, Thái Lan đã lỡ hẹn với những cô gái Việt Nam tại SEA Games 32. Hàng trăm tờ báo Thái đã lập tức đưa tin bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể chứng kiến khoảnh khắc chạm trán mà người dân cả nước đang mong chờ này. Đồng thời, các tờ báo Thái Lan cũng liên tiếp đặt các cầu thủ nam lên bàn cân so sánh với chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và khẳng định tuyển nam vẫn còn cần phải học hỏi nhiều hơn. Tại môn bóng đá nữ SEA Games 32, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu được coi là tử thần cùng với Philippines, Indonesia, Malaysia, Myanmar. Giống như đội U22 thì tuyển nữ Việt Nam cũng bước vào giải với vị thế là nhà đương kim vô địch. Vào lúc 16 giờ chiều ngày 3 tháng 5, tuyển nữ Việt Nam có trận mở màn gặp Malaysia. Khác với bóng đá nam thì tuyển nữ Malaysia lại không được coi là đối thủ xứng tầm với tuyển nữ Việt Nam. Đội quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung được đánh giá vượt trội hoàn toàn so với đối thủ và cơ hội để giành chọn 3 điểm, thậm chí một chiến thắng cách biệt là cực kỳ thanh thang. Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Malaysia có thứ hạng rất khiêm tốn ở vị trí thứ 88, còn sau cả Lào, Hồng Kông hay Đài Bắc Trung Hoa, những đối thủ mà tuyển nữ Việt Nam vốn đang có thứ hạng 34 FIFA thường xuyên chút mưa bàn thắng khi chạm trán. Thậm chí ở SEA Games năm nay, Malaysia bị đánh giá là yếu nhất tại bảng A, trái ngược với tuyển nữ Việt Nam. Lực lượng và kinh nghiệm thi đấu của Malaysia hoàn toàn kém xa so với đội quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung, vốn luôn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch mỗi khi tham dự các giải thuộc khu vực Đông Nam Á. Với Malaysia, họ từng bỏ tham dự kỳ SEA Games năm ngoái do không có cơ hội cạnh tranh huy chương, cộng thêm khó khăn về mặt kinh phí. Về cơ bản, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá vượt trội về mọi mặt so với các đối thủ của mình. Sẽ không bất ngờ nếu tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng, có thể là một tỷ số rất cách biệt trước đối thủ này để tạo ra thế trong cuộc đua đi tiếp. Một chiến thắng đậm cũng sẽ tạo đà tâm lý cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung trước khi chạm trán với những đối thủ khó chịu hơn. Và chiến thắng trước Campuchia để tiến vào chung kết quả thực là điều đã được dự đoán từ trước. Trước trận đấu, Thái Lan được dự đoán là một đối thủ mạnh và có cơ hội vào tới chung kết, tuy nhiên đã phải dừng chân trước Myanmar và bỏ lỡ cơ hội tranh huy chương vàng với đội tuyển nữ của Việt Nam. Đây được xem là sự tiếc nuối lớn nhất cho Thái Lan tại đại hội năm nay. Tờ SEA Games Sport đã hùng hồn chia sẻ một bài đăng, nói rằng chúng ta không thể gặp Việt Nam nữa rồi. Các bạn thấy đấy, đội tuyển Việt Nam đã vào chung kết, còn chúng ta thì không. Lúc này, bóng đá Việt Nam đã vượt xa rất xa rồi, không chỉ thành tích World Cup vừa qua khi họ giành chiến thắng, mà lúc này tại SEA Games thì họ đường đường chính chính vào vòng đấu chung kết. Còn Thái Lan thì sao? Đã bị loại đau đớn trong hành trình đó. Rõ ràng, bóng đá Việt Nam với bóng đá nữ Thái Lan có một hành trình họ đã rất nghiêm túc. Huấn luyện viên trưởng của họ, ông Mai Đức Chung, một chiến lược gia lão làng của bóng đá Đông Nam Á, đã dẫn và chỉ đạo đội tuyển nữ không được chủ quan với bất cứ đối thủ nào. Và các bạn thấy đấy, chỉ ngày hôm qua, khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng đội tuyển Campuchia, thì ông cũng không cho phép các cầu thủ được chủ quan và không được tự mãn về kết quả đó. Chiến thắng cho Campuchia là sự cố gắng và rất khó khăn mới đạt được, nhưng họ đã thắng 4-0 và tiến vào vòng chung kết. Trong khi đó, Thái Lan đã có 2 bàn thắng ở hiệp thi đấu thứ nhất rất chóng vánh trước Myanmar. Nhưng tinh thần của các cầu thủ Thái Lan xuống một cách trầm trọng. Họ thi đấu không còn là chính mình nữa và để Myanmar lội ngược dòng với tỷ số 4-2. So sánh để thấy rằng tinh thần chiến đấu của đội bóng nữ Việt Nam đã hơn hẳn so với đội bóng đá nữ Thái Lan. Còn so với bóng đá nam thì suýt nữa Việt Nam đã thắng chúng ta rồi. Đó là nguyên văn những gì tờ SEA Games Sport đăng tải vào ngày hôm trước. Tờ báo cũng nhấn mạnh việc tuyển nữ Việt Nam đã bỏ xa Thái Lan. Đó là lời cảnh tỉnh tới nền bóng đá nước này và đồng thời là lời nhắc nhở tới bóng đá nam Việt Nam. Huấn luyện viên tuyển nữ Philippines Alan Stajic cho biết, chúng tôi cũng mới chỉ tới Campuchia được 2 ngày, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng bắt nhịp và giải đấu để cạnh tranh với các đội như Việt Nam hay Thái Lan. Tôi nghĩ đây là 2 đối thủ hàng đầu. Đội tuyển nữ Việt Nam là một đội bóng khác biệt ở giải đấu năm nay. Họ có sự phát triển mạnh mẽ. Tôi nghĩ đội tuyển Philippines có chặng đường dài để bắt kịp những đội bóng như Việt Nam, Thái Lan hay Myanmar. Tôi tôn trọng lịch sử bóng đá của họ, nhưng cũng hy vọng sẽ dần thu hẹp được khoảng cách giữa các đội. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng là đội sẽ tham dự vòng chung kết bóng đá nữ thế giới và cũng là đội bóng có hệ thống đào tạo trẻ tốt.
trước chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Campuchia cũng thừa nhận, trước trận tôi không nghĩ sẽ thua đậm đến thế. Chúng tôi kỳ vọng sẽ hòa Việt Nam. Nhưng rõ ràng, mọi người có thể thấy khoảng cách trình độ giữa hai đội tuyển. Các cầu thủ Việt Nam kỹ thuật và kinh nghiệm hơn. Các cầu thủ của tôi thì non trẻ. Dù Campuchia thể hiện sự tiến bộ trong hành trình lần đầu vào bán kết, Việt Nam từng 3 lần vô địch SEA Games gần nhất tỏ ra vượt trội. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung ghi liền 3 bàn trong hiệp 1 nhờ công của Vạn Sự phút thứ 20, Hải Yến phút thứ 30, Thùy Trang phút thứ 37, dù cất hàng loạt trụ cột. Sang hiệp 2, Tuyết Dung rồi Huỳnh Như được tung vào sân để lấy hơi cho trận chung kết. Thi đấu có phần cầm chừng, đội khách vẫn bảo toàn được mảnh lưới và kiếm thêm một bàn nhờ quả phạt đền của Huỳnh Như sau khi hậu vệ Campuchia để tay chạm bóng trong vòng cấm ở phút chính thức cuối cùng. Cầu thủ của tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn thua 0-4. Tôi học được nhiều từ trận này và hy vọng các cầu thủ cũng vậy. Huấn luyện viên Gao Fulin nói thêm, Việt Nam rất mạnh, khác chúng tôi về đẳng cấp. Hy vọng trong tương lai, bóng đá nữ Campuchia có thể thi đấu cạnh tranh hơn với Việt Nam. Theo huấn luyện viên người Trung Quốc, Campuchia sẽ không có thời gian để buồn bởi trước mắt là mục tiêu đánh bại Thái Lan, đội thua ngược Myanmar ở bán kết trong trận tranh huy chương đồng. Các trang báo Thái Lan cũng sử dụng hình ảnh của tuyển nữ Việt Nam để cảnh báo các cầu thủ bóng đá nam U22 Thái Lan. Sau chiến thắng 3-0 trước Myanmar ở bán kết, đội tuyển Thái Lan đã được báo chí nhà nước tâng bốc lên mây. Tờ Siam Sport nhận định, tuyển Thái Lan đang thể hiện sức mạnh đáng sợ, nhất là hàng tấn công có thể xuyên thủng bất kỳ hàng phòng ngự nào ở Đông Nam Á. Báo chí Thái Lan gọi chiến thắng 3-0 trước Myanmar là chiến thắng quá thoải mái, không hề có chút áp lực nào cả. Tuy nhiên, bước vào chung kết với đối thủ nặng ký là Indonesia, Thái Lan được nhắc nhở là cần cẩn trọng hơn và không được ngủ quên trên chiến thắng. Không thể phủ nhận, tuyển Nam Thái Lan năm nay vượt tới SEA Games là một đội hình mạnh, là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch và có cơ hội giành tấm huy chương vàng SEA Games sau hai kỳ đại hội liên tiếp thuộc về Việt Nam. Nhưng đội hình Indonesia vẫn đang là ẩn số. Nên truyền thông Thái Lan liên tục lấy ví dụ về những cô gái vàng Việt Nam để cảnh tỉnh những cầu thủ còn đang lâng lâng sau màn thắng đậm. Một loạt các tờ báo lớn nhỏ đều thi nhau giật tít về sự tiếc nuối của tuyển nữ Thái Lan khi không thể gặp được Việt Nam tại trận chung kết và cũng tuyên bố ước mơ lật đổ Việt Nam giờ đây thực sự là điều khó khăn. SEA Games năm trước và năm trước nữa, Việt Nam đã có chiến thắng mãn nhãn trước đội tuyển Thái Lan. Năm nay thì thậm chí Thái Lan không còn kịp chạm mặt đã bị loại. Tờ Matheson đến từ Thái Lan cũng đã đề cập tới vấn đề này. Tờ báo viết, chúng ta đã lỡ hẹn với Việt Nam tại trận chung kết, dẫu thắng 2-0 trong 18 phút, nhưng tuyển nữ Thái Lan lại để Myanmar lật kèo ở phút chót rồi thắng ngược với tỷ số 4-2 tại trận bán kết. Thái Lan là đội bóng duy nhất toàn thắng và giữ sạch lưới ở vòng bảng. Bóng đá nữ ở SEA Games 32, chúng ta lần lượt thắng Singapore với tỷ số 4-0, Lào 6-0 và Campuchia là 3-0 ở bảng B. Rõ ràng với thành tích đó, Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn so với Việt Nam. Trong khi đó, Myanmar lại vào bán kết với tư cách nhì bảng A sau khi thua Việt Nam với tỷ số 1-3. Tuy nhiên ở bán kết, Myanmar đã chơi một trận quá đẹp và giành vé vào chung kết tiếp tục gặp Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung hài lòng khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đoạt vé vào trận chung kết tranh huy chương vàng SEA Games 32 với đội tuyển Myanmar. Tuy nhiên, ông cũng không quên nhắc nhở toàn đội phải quên đi chiến thắng 3-1 trước đối thủ này ở vòng đấu bảng. Trong cuộc họp báo sau trận bán kết vượt qua đội bóng chủ nhà Campuchia với tỷ số 4-0, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ, chúng tôi rất vui mừng vì đã vào đến chung kết. Chúng tôi khá vất vả mới giành được chiến thắng trong trận bán kết này. Đội tuyển nữ Việt Nam rất tôn trọng đối thủ và tuyển Campuchia cũng có rất nhiều tiến bộ. Ở trận đấu này, đội đã đảm bảo được yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra, đó là thắng trận nhưng vẫn đảm bảo được lực lượng. Đánh giá về trận chung kết sắp tới gặp đội tuyển nữ Myanmar, vị chiến lược gia này cho biết Việt Nam và Myanmar đã gặp nhau ở vòng bảng rồi. Giờ đây khi tái đấu, mọi thứ sẽ rất khó khăn. Tôi đã theo dõi trận bán kết còn lại. Myanmar bị dẫn 2-0 nhưng đã ngược dòng thắng 4-2. Ở trận chung kết tới đây, ai may mắn hơn người đó sẽ giành chiến thắng. Đá bóng cũng như là chiến đấu thôi, chúng ta phải khai thác điểm yếu của đối phương để tấn công. Hai đội đều quá hiểu nhau rồi và đội nào may mắn hơn sẽ chiến thắng. Tôi nghĩ không thể vì chiến thắng ở vòng bảng mà chủ quan. Đội tuyển Việt Nam phải quên trận đấu đó đi để tập trung hoàn toàn vào trận chung kết. Mục tiêu của đội vẫn luôn như vậy, cố gắng từng trận một để hướng tới thắng lợi cuối cùng. Tuyển nữ Việt Nam hiện là đội bóng tương đối mạnh ở châu Á,
đã giành vé dự World Cup nữ. Nếu giành được tấm huy chương vàng ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp, danh hiệu này cũng sẽ tạo đà để tuyển nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu lớn hơn rất nhiều, đó là World Cup nữ trong năm nay. Nói cách khác, chuyến tập huấn tại Nhật Bản và SEA Games là cữ tập dượt cần thiết chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất hành tinh dành cho bóng đá nữ. Các đội tuyển tại SEA Games 32 sẽ là bài test hợp lý trước khi các cầu thủ nữ Việt Nam đối đầu với những gã khổng lồ như Bồ Đào Nha, Hà Lan, Mỹ. Giờ Aska có chiều cao trung bình và thể hình thể lực tương đồng với đối thủ mà những chiến binh sao vàng sẽ gặp phải, những đại diện Đông Nam Á vừa tầm hơn, có tốc độ chơi bóng thấp hơn. Myanmar sẽ đem đến cho đội tuyển nữ Việt Nam trận cầu có tiết tấu, nhịp độ tăng dần. Điều này giúp các cầu thủ trẻ có thể dễ bắt nhịp, tăng tự tin trước khi gặp các đối thủ mạnh. Ngoài ra, việc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games là động lực tinh thần không hề nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung hướng đến sân chơi đẳng cấp cao hơn. Màn trình diễn tại SEA Games 32 có ý nghĩa rất lớn, quyết định đến bộ mặt mà đội tuyển nữ Việt Nam trình diễn ở sân chơi World Cup. Sự kiện chính sẽ tiếp tục được Hố Xanh Kiến Thức cập nhật tới các bạn trong những video tiếp theo. Nên các bạn đừng quên theo dõi kênh để cập nhật tin tức về giải đấu SEA Games mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã yêu thích và ủng hộ Hố Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!